tự truyện á, thấy ba và mẹ của bạn rất là dễ thương. Cũng Cái cách vậy mà đó. yêu thương con rất là dễ thương. Chẳng hạn như là ba bạn đã 15 ngày không hề nhắc tới chuyện đó, hoặc là sau cái biến cố đó xảy ra thì liên tục là bố mẹ trong cái bữa cơm vẫn đối đãi rất là bình thường. Ngay cả lúc đọc sách xong thì mới hiểu rằng là à, hóa ra con gái đã Đến từng hết. trải qua quãng thời gian đấu tranh tư tưởng đến như vậy. Và em, ngay cả Linh, khi mà đọc cuốn sách lại một lần nữa, tại khi anh Trần Minh thì anh đã gọi điện cho bố mẹ để mà nói chuyện thêm, để mà tìm những cái tư liệu, thì lúc đó mình mới biết là à, trong suốt quãng thời gian đấy, cái tâm lý của bố mẹ đã từng như vậy. Thế sau đó Linh càng yêu gia đình hơn, bởi vì là có rất nhiều cách, nhưng mà phải là cách để bảo vệ gia đình chứ không phải là cách để phá tan nó. Thì ba mẹ là những người đã chọn cách mà bằng mọi cách, nhưng mà chúng ta vẫn phải bảo vệ gia đình. Trong gia đình của Linh rất là tuyệt vời. Ở đó có một người mẹ rất là xuất phát, đúng không? Một người mẹ mà dường như là lèo lái con tàu gia đình luôn. Và ở đó có một người bố rất là sâu sắc, âm thầm theo dõi con và thương con bằng một cách rất là, gọi là, cái khoảng thời gian đó bố rất là tế nhị, đúng không? Đã bố âm thầm đi theo dõi tất cả các bài báo về con, và đến ngày thứ 16 thì bắt đầu trả lời phỏng vấn, và đều được cần phải xem lại hết tất cả những bài phỏng vấn đó để đừng làm tổn thương cho con. Nếu mà nói về bố về mẹ trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ nói về gì? Linh thì Linh nghĩ rằng là bố mẹ là những người mà tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Linh, và sẽ không bao giờ có thể thay thế được cái điều đó. Và Linh nghĩ rằng là từ bây giờ Linh sẽ luôn khiến bố mẹ tự hào. Cái giây phút nào mà khiến cho bạn cảm thấy là khó xử hay là hơi buồn buồn nhất á? Thực ra có thể là cái giây phút mà mình cảm thấy bế tắc hay buồn nhất trong cuộc đời đấy chính là giây phút mà bằng một cách nào đó, bằng một lý do nào đó mình khiến bố mẹ thất vọng và buồn. Thì đấy là cái giây phút mà mình cảm thấy nó khó vượt qua nhất đối với mình. Có thể là mỗi một người trong cuộc sống có một lý do để họ vươn lên, lý do để họ vượt qua bế tắc, lý do để họ vượt qua mọi thử thách khó khăn mà họ sẽ không bao giờ phải cảm thấy điều đó là nặng nề. Thì lý do đó đối với Linh đấy chính là cái danh dự của gia đình và cái tình yêu của ba mẹ. Và chúng ta thường Linh hay Linh cần phải 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 khiến cho cuộc sống này, mỗi khi nhắc đến Hoàng Thùy Linh, mỗi khi nhắc đến ba mẹ của Linh, thì mọi thứ nó không phải như 10 năm trước đây. Linh phải làm điều đấy bằng được. Và Linh có niềm tin mãnh liệt rằng là không những thế, Linh sẽ có thể làm tốt hơn như thế nữa. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.